Hãy xem video này nếu bạn thông minh, bạn đã nghe đúng, nên bạn ở đây, có nghĩa là bạn thông minh, đúng là tốt trong việc này. Video của tôi có một số thử thách điên rồ, dành cho bạn, và chỉ những người thông minh mới có thể chiến thắng được điều này, những thử thách sau đây. Vì vậy, hãy xem liệu bạn có thể vượt qua không. Tất cả những thử thách tới đây, bạn đã sẵn sàng chưa? Cấp 1, đoán từ những biểu tượng cảm xúc, trong 6 giây. Thích video nếu bạn đoán đúng. Cấp độ tiếp theo 2. Tôi gọi tên 5 màu, bạn phải đặt tên chúng theo thứ tự ngược lại, trong 6 giây. Xanh lá, đỏ, xanh blue, hồng, màu cam. Hãy đăng ký nếu bạn yêu thích video của tôi. Tiếp theo cấp độ 3, giúp chim cánh cụt để lấy thức ăn của bạn ấy. Đáp án nào sẽ dẫn đến tới thức ăn của cá? Cho tôi biết trong phần bình luận, tôi đang chờ bạn.